Chào cả nhà trở lại với kênh Sĩ Tuấn Phiêu Lưu Ký. Hôm nay mình mời cả nhà cùng khám phá Dubai xinh đẹp và sang trọng. Thành phố Dubai là một nơi xa xỉ nhất thế giới, đồng thời cũng là một nơi có nhiều công trình nhân tạo nhất thế giới. Tên gọi đầy đủ là Dubai Marina, một trong những vương quốc trong 7 vương quốc của khối Ả Rập Thống Nhất. Dubai có diện tích là 4.144 km2, gấp đôi thành phố Hồ Chí Minh, trong lúc dân số chỉ bằng một nửa mà thôi. Năm 2022 dân số là 4.496.000, thành phố Hồ Chí Minh thì gần 9 triệu. Tôn giáo chính của Dubai là Hồi giáo. Trước năm 1970, kinh tế của Dubai chỉ là đánh bắt cá và xuất cạn ngọc trai. Dubai là một vương quốc nằm về phía nam của Vịnh Ba Tư trong khối Ả Rập. Chúng ta bay từ Sài Gòn đến thành phố Dubai sẽ mất 7 tiếng. Trên chuyến bay thì chúng ta sẽ có ăn một bữa ăn chính và nghỉ ngơi. Trước khi mình xuống đến phi trường thì sẽ cho mình ăn thêm một ổ mì sandwich nữa. Welcome to Dubai. Bây giờ là 4 giờ sáng tại Dubai, tức là 7 giờ bên Việt Nam mình nha. Sớm lắm. Hành trình đi xa thêm phi trường vắng hoe. Phi trường 4 giờ sáng, phi trường chưa có ai mua bán gì hết. Mai là trên. Đây đường nó nhiều đi mà sáng thôi đêm thôi biết mà sáng hay là đi với leader. Hello. Hi. Hi. I'm Anthony the second. I see you. Welcome to Dubai. Dubai. We are now in International Airport. Thượng đế xin anh ra vì đặt cuộc đời anh nhầm một ngôi sao sâu thế cho nên cuộc đời anh cứ mãi lao đao khổ khổ chỉ xin một lần yêu em mà không dám nói nên lời. Người ta hay gọi là vợ à, người ta hay gọi thôi. Chứ tao không gọi, gọi là vợ. Chứ tao không gọi là vợ. Từ năm 1971 khi phát hiện ra có dầu hỏa thì Dubai thực sự thay đổi. Cái nhà các bạn đang thấy đây là cái viện bảo tàng mới nhất của Dubai và được khánh thành vào năm 2022, công trình xây dựng phức tạp nhất của thế giới. Dubai làm cái gì cũng rất là chặt chẽ, tất cả những cái công trình của Dubai đều rất là đặc biệt, khó xây dựng mà Dubai vẫn làm được, cho nên nó nổi tiếng. À, cái nhà đó các bạn thấy là nhà cao nhất thế giới, cao 800m. Cái frame là cái nhà khung hình, cũng là một cái biểu tượng của Dubai. Nó chia thành phố Dubai thành Nam và Bắc. Thì phía Nam của cái frame, tức là của phía Nam thành phố là thành phố hiện đại, và phía Bắc của thành phố là thành phố truyền thống, tức là người cổ đó, thành phố cổ. Thì chúng ta sẽ đi vào với thành phố cổ. Bây giờ cả nhà mình sẽ đi vào thăm khu nhà truyền thống của Dubai. Khu nhà này thì mình sinh hoạt của Dubai trước năm 1971. Nhà không có lầu, nhà ngang thôi. Đây là đi vào cái khu vực nhà truyền thống. Trước khi vào thì ở ngoài sẽ có một cái lều. Thì cái lều này là tượng trưng cho thời mà người Ả Rập còn đi du mục, còn đi sống bằng
du mục tức là đi lang thang, thì sống trên cái tấm thảm. Vừa rồi là âm thanh của cái sinh hoạt của cái người thời xưa ta la rồi để giống như thú dữ là người ta sợ nó chạy đi, là cái sinh hoạt của người ngày xưa khi đi du mục. Còn bây giờ đi vào khu phố cổ của Dubai thì trong này sẽ có một cái căn nhà màu để cho mình vô mình coi cái sinh hoạt của người Hồi giáo. Bây giờ chúng ta đi xuống thuyền để qua bên kia cái con kênh đào. Nước này nước mặn nha, không có nước ngọt đâu. Kênh đào nước mặn ở ngoài biển vô để qua cái chợ truyền thống, chợ bán vàng, chợ bán đồ gia vị rồi vậy các bạn. Gia vị có mùi thơm nồng, nó gần giống như mùi gia vị của Indonesia. Nó là chủ yếu là quế, tiêu, đinh hương, vỏ mục. Thơm lắm, thơm nhưng mà thơm nồng á. Và có nhiều loại lắm cả nhà mà mình cũng không biết hết được đâu. Nhà mình để ý nha, chờ Dubai toàn là nam đứng bán, không thấy nữ nha mọi người. You go safari, desert safari, there have people, driver, they will make for you like this. Maybe you don't know. Vừa rồi cái người bán hàng nói với mình là cái khăn này toàn cũng có dễ lắm, nhưng mà mình đi ra rồi mai mình đi lại không biết thì mình nhờ cái người lái xe á, người địa phương mà người ta sẽ quàng cái cuốn cái khăn này giùm cho mình á. Mới qua hôm qua bây giờ có nhỏ nữa đó. Ở đây mà để con lớn luôn. Thank you. Đến Dubai chúng ta phải đến cái chợ vàng nổi tiếng nhất thế giới,
về giá cả và chất lượng. Tại sao giá vàng ở Dubai nó rẻ? Là vì chính phủ Dubai không đánh thuế khi các công ty là nhập vàng vào Dubai để kích cầu cái du lịch. Và cái vàng ở đây có chất lượng là vì các dự cửa hàng vàng ở đây đều được chính phủ kiểm soát, và vàng phải đảm bảo, không thôi là chính phủ sẽ đóng cửa. Nhưng ngược lại thì chúng ta mua vàng ở Dubai là nhớ trả giá. Các bạn có thể trả giá thoải mái, tức là thuận người bán, vừa lòng người mua là mua. À, nhớ nghe, hầu như mua mọi thứ luôn á. Bây giờ cả nhà mình đi vào cái chỗ bán thảm, cửa hàng bán thảm nha. À, cái thảm thì nó có cần giá trị đối với người du mục bên sa mạc lắm á, là vì người ta tới đâu là người ta trải cái thảm ra. Ngày xưa người ta để ta sinh hoạt trên cái thảm, trên cát mà, rồi sau đó ta rủ ta quấn ta đi, thì nó thành truyền thống. Nhưng đến bây giờ thì cái thảm nó không còn để mà làm những cái việc như vậy, thì là bên này người ta là vàng mà ta kéo thành sợi chỉ ra rồi ta thiêu lên trên tấm thảm đó. Thì thảm đó thật sự là để treo lên tường để làm cho nó hên. À, thành thảm bây giờ nó không còn dùng như ngày xưa mà dùng để trang trí thì nhiều hơn. Cho nên thảm đây vàng thiêu nổi 3D luôn á. Rất là đẹp, rất là đẹp. Thật sự mà nói nhưng mà cũng không rẻ cả nhà. Rất là mắc luôn. Nó thiêu nổi luôn á, thiêu 3D luôn, rất là đẹp. Mấy cái thảm bây giờ nó trở thành cái đồ trang trí xa xỉ, thì chỉ có Dubai mới dệt vàng, thiêu vàng lên trên thảm để treo lên cho nó đẹp. Ở đây là vườn hoa huyền diệu, tiếng Anh là Miracle Garden. Nó là thuộc loại một vườn hoa lớn nhất thế giới. Nó có 150 triệu bông hoa trong cái vườn hoa này. 120 giống khác nhau toàn thế giới đem về trồng ở đây. Cái này nó nổi tiếng là vì thật sự trồng cây ở sa mạc không phải đơn giản đâu nghe các nhà mình, khó lắm. Nước như thế nào thì cái kỹ thuật mà tưới nước của Dubai này nó gần giống như bên người Do Thái bên Israel. Ta lấy cái ống ta dẫn đi và ngay ngang gốc cây là có một cái lỗ nhỏ để nước nó đi thẳng vào gốc cây, nó không nằm ngoài đất để vậy nắng lên nó hao nước. Đó là cái trồng trọt của cái người Dubai trồng trên sa mạc. Vườn hoa này nó rộng 72.000 m². Mình đi vô đây thì thật sự có một tiếng, có thời gian mình không cho phép, thành là mình chỉ view lại một cái góc thôi, một cái góc của vườn hoa thôi, trong một tiếng. Đây là một mớ góc chút xíu, nhỏ xíu trong cái vườn hoa này, hình tròn. Muốn đi hết cái vườn hoa này mình nghĩ chắc phải cả ngày mới được. Đi thông thả rồi chụp hình cả ngày mới hết được cái vườn hoa này. Một tiếng đồng hồ thì mình cố gắng hết sức để mình review lại để cả nhà mình xem. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. Một trong cái video khám phá Dubai, hẹn gặp nhà mình trong phần 2. Chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ.